ấy triền miên. Sự tai hại nhất trên đời là ái tình sâu đậm, việc cao thượng nhất là tu đạo thanh tịnh. Quý vị xem gốc cây này gồm có hai nhánh song đôi hợp thành một, nhánh trên nhánh dưới kết hợp với nhau, quý vị biết đó là gì không? Đây là do vô lượng kiếp về trước có một đôi nam nữ thương yêu nhau rất sâu đậm. Hai người đó phát nguyện rằng: tại thiên nguyện tác tỷ dực điều, tại địa nguyện vị liên lý chi. Nghĩa là nếu sinh lên trời thì làm đôi uyên ương hai cánh liền nhau, nếu sinh dưới đất thì nguyện làm gốc cây liền cảnh. Đôi nam nữ này rất chung tình nên kết làm vợ chồng. Cả hai người có một sở thích giống nhau, đó là ham tiền. Người đàn ông thì thí mạng để kiếm tiền, người đàn bà thì thích phung phí tiền, cho nên có qua có lại hết sức hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, bởi vì yêu nhau quá đậm đà nên tạo ra tội nghiệp cũng hết sức sâu dày. Đời đời kiếp kiếp sinh ra trầm luân đọa lạc vào đường súc sanh, trở thành ngạ quỷ, cuối cùng đọa địa ngục. Đến nay đôi vợ chồng này biến thành thảo mộc. Gốc cây này đáng lẽ gồm có hai nhánh nhưng nó lại sinh trưởng cùng một chỗ, nên mãi mãi ràng buộc với nhau không xa lìa. Quý vị thấy không, nhánh bên trái bao quanh lấy nhánh bên phải, nhánh bên phải cũng nhào sang ôm lấy nhánh bên trái, giống như đàn ông đàn bà hai người ôm nhau vậy. Đó mới thấy rằng đôi nam nữ này tập khí ái tình si mê, hạ liệt bao kiếp rất sâu đậm. Ngày nay chúng thành loại thảo mộc mà cũng không bỏ được lòng si ái đó. Ở giữa hai gốc cây này có một cục đá mà hai người này quý như châu báu. Cục đá đó là gì? Nguyên lai nó là chương mục ngân hàng của hai vị đó trong tiền kiếp. Mấy năm trước có lần chúng tôi vào thành thuyết pháp, khi đi ngang qua bờ sông thấy gốc cây này liền nhặt đem về. Quý vị nhìn xem, đầu gốc cây này bị chặt đứt, rễ cũng bị chặt mất luôn, lộ ra hai nhánh rất khô cằn, song hai nhánh cây này vẫn triền miên ôm chặt lấy nhau. Quý vị không thấy đó đáng thương xót sao? Như vậy đủ thấy rằng tình yêu càng sâu đậm thì càng nguy hiểm. Đây không phải là chuyện nói chơi nói giỡn đâu. Có người trong bụng nghĩ rằng: thầy ơi, thầy nói pháp này tôi không thể tin được, bởi vì nó không có chứng minh, không hợp lý. Đại khái thầy muốn dọa con nít nói lời chiêm bao thôi. Tin hay không là do quý vị, tôi không có cách nào làm quý vị tin được, bởi vì đây là pháp rất khó nói khó thuyết. Người đam mê luyến ái thì dù mình có nói cách nào đi nữa, họ vẫn không thức tỉnh, không chấp nhận được. Sự tai hại nhất trên đời là ái tình sâu đậm, việc cao thượng nhất là tu đạo thanh tịnh. Không phải người ta không biết lý ấy, biết nhưng cố phạm, là vì chẳng cách gì dứt bỏ thói quen đã làm trong nhiều kiếp trước. Tục ngữ Trung Hoa có câu rằng: khi tay đã cầm cây củi khô rồi thì y khó chịu bỏ ra để đổi lấy cành hoa. Đó là muốn ví dụ những người luôn luôn chấp trước vào tình yêu. Nếu mình nói với họ rằng hãy bỏ đi những thứ luyến ái đó để tu đạo là điều quý hơn, chắc chắn họ sẽ cố chấp không muốn quay đầu lại. Rằng thiên vũ tuy khoan, nan nhận vô căn chi thảo, Phật môn tuy quảng, nan độ bất tín chi nhân. Nghĩa là trời mưa dưới nước khắp nơi, song khó tươi nhuận cây cỏ không gốc. Cửa Phật tuy rộng thanh thang mà vẫn khó độ kẻ chẳng lòng tin. Tôi đã bảo tồn gốc cây này lâu năm rồi, có nhiều người tôi không muốn cho họ thấy, bởi vì có nói pháp này cho họ, họ cũng chẳng tin. Tôi phải chờ cho thời điểm chín mùi rồi tôi mới nói. Ngày 24 tháng 10, quý vị từ khắp nơi xa xôi đến đây để chiều bái, tôi đem gốc cây này ra Vạn Phật Điện. Tuy nhiên, cho đến 3 tuần sau tôi mới nói, là vì nếu không nói thì e rằng chẳng có thời gian nữa. Nên bất kể là quý vị có tin hay không, tôi cứ kể nhân duyên của gốc cây này cho quý vị nghe. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 12 tháng 11 năm 1982 tại Vạn Phật Thánh Thành. Cửa Phật tới lúc chết rồi mà vẫn cho là bí mật, bí mật, bí mật, mật đến chỗ rơi vào địa ngục vẫn còn mật. Tôi vừa nói cho quý vị nghe công án của gốc cây đó, quý vị không tin cũng chẳng sao. Bây giờ chúng ta thảo luận đến vấn đề sau đây tuyệt đối không thể không tin được. Tại sao con người phải học Phật pháp? Động cơ tối thượng không ngoài ý muốn ly khổ đắc lạc, liễu sinh thoát tử. Song chẳng may nhiều người có chí thoát đường mê nhưng lại đi vào đường mê. Theo Phật giáo, vì muốn thoát luân hồi nhưng bởi chẳng cẩn thận nên rất dễ rớt vào mê hồn trận.
nếu không biết khéo dùng trạch pháp nhãn sáng suốt mà lựa pháp, thì dễ bị những thứ tà chi tà kiến làm mê hoặc rồi đi làm những việc không nên làm. Thí dụ như muốn ly khổ đắc lạc, xong lỡ sẩy chân rơi vào cửa địa ngục, lại còn những chuyện tệ hại hơn nữa, tức là trong Phật giáo Mật Tông có kẻ dạy phương pháp gọi là song tu pháp. Họ nói chỉ cần niệm thần chú gì gì đó, trai gái cùng nhau tu pháp hoan hỷ thiền. Còn nói đó là pháp cao nhất, không những thỏa mãn được lòng dâm dục mà còn có thể tức khắc thành Phật. Song thành Phật đâu phải dễ dàng như vậy, nếu không cắt đứt lòng dâm dục mà thành Phật thì rất là vô lý. Trong thiên hạ không có đạo lý nào như vậy cả. Đời nay đa số con người đều tham tu cho mau cho chóng, thích đi đường tắt, hễ nghe nói có phương pháp huyền diệu thì liền bị mê hoặc, rồi rớt vào lưới ma, tới lúc chết rồi mà vẫn cho là bí mật, bí mật, bí mật, mật đến chỗ rơi vào địa ngục vẫn còn mật. Sau muốn làm liên thể anh. Đồng tính luyến ái là trái ngược lại với đạo lý trời đất, hoàn toàn sai với luân thường. Ý kiến tôi vừa phát biểu không phải thái quá hay nguyền rủa ai đâu. Trong Phật giáo thật sự có những hành vi bại hoại tổn đức như vậy, do đó Phật giáo mới không hưng thịnh được. Chuyện này mình sẽ không bàn tới nữa, song còn vấn đề nghiêm trọng hơn, nó liên quan đến toàn thế nhân loại, không thể không đề cập tới, đó là chuyện đồng tính luyến ái càng ngày càng nhiều. Cũng như ở Nữ Ước và Cựu Kim Sơn, có tới hơn 10 vạn kẻ đồng tính luyến ái. Thậm chí có nhiều nhà chức trách công khai nhận rằng mình là đồng tính luyến ái và tán thành chuyện này, lại còn hô hào xã hội chấp nhận sự kết hôn giữa những kẻ đồng tính luyến ái ấy. Chúng ta phải biết rằng đồng tính luyến ái là trái ngược lại lý tự nhiên, ngược lại với luân thường đạo lý. Trào lưu này là do yêu ma quỷ quái khơi động, như châm dầu vào lửa khiến con người sớm đọa địa ngục. Vừa rồi tôi nói tới sự yêu thương ngu si của nam nữ, họ thề rằng tại thiên nguyện tác tỷ dược điểu, tại địa nguyện vi liên lý chi, nghĩa là trên trời thì có nguyện làm đôi uyên ương, dưới đất thì nguyện làm cây liền cành. Trai gái kết hôn là chuyện thông thường, nên cổ nhân có câu nam nữ chi sự nhân chi đại luân, nghĩa là chuyện nam nữ là chuyện luân thường của loài người. Nếu mình muốn đi thuận với con đường sinh tử thì mình kết hôn, sinh con, điều đó chẳng đi ngược lại với trời đất. Song nếu mình đồng tính luyến ái là trái ngược lại với đạo lý trời đất, hoàn toàn sai với luân thường. Quả báo là mình sẽ sinh ra làm liên thể anh, hai đứa trẻ sinh ra tay chân dính liền nhau. Hiện tại trên thế giới xuất hiện rất nhiều đứa trẻ như vậy. Trong tương lai không xa sẽ còn xuất hiện nhiều thứ, thú vật, thân thể dính liền như thế. Bởi vì những người này đã làm chuyện yêu quái, những chuyện thấp hèn, hạ tiện, cho nên sẽ đọa làm súc vật. Do đó, nếu quý vị chưa học Phật, nên ở ngoài đời không giữ quy củ, làm bừa bãi thì không có gì lạ. Còn nếu quý vị học Phật rồi, thì cần phải hiểu sâu xa đạo lý nhân quả, đừng phạm tội lỗi, phải hết sức cẩn thận, thật cẩn thận.